Chào các bạn, hôm nay pin Hà Nội xin giới thiệu với các bạn viên pin Tariran Lithium Có mã là TL4930 Hay còn gọi mã khác tương đương là SBD02 Hay LS33600 của tùy hãng nó gọi như thế nào thôi Còn điện thế viên pin này là 3,6V Dung lượng viên pin này là 19.000mAh Và kích cỡ tương đương pin D là 35A33,5 Nhân với cả 61,5mm Đây là size D. Và pin này được hàn sẵn chân rồi. Để các bạn đấu nối tiện. Để tìm hiểu kỹ hơn về viên pin TL4930 3,6V các bạn có thể truy cập trong web pinhanoi.com Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.